Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay, thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 2.002 đô la Mỹ trên một ao. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2.001,90 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2.008,06 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, giao dịch ở mức 101,789 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, giao dịch ở mức 30.200 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng, đứng ở mức 3,583% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch ở mức 80,745 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Đồng bạc xanh mất giá sau khi mà thống kê của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới tăng trưởng nhanh hơn so với dự báo trong quý 1. Dữ liệu này làm suy giảm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh đối với nhà đầu tư trên thị trường thế giới. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm phiên này, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng. Câu hỏi lớn nhất của nhà đầu tư trên thị trường vàng ở thời điểm này là liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có dừng tăng lãi suất sau cuộc họp tháng 5 hay không? Thị trường hiện tại gần như tin chắc rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 3 tháng 5 tới đây, nhưng khả năng Fed dừng nâng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 6 là thấp hơn. Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng rất cao là 86% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp diễn ra vào ngày 2 và ngày 3 tháng 5 và khả năng có 71% Fed sẽ dừng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6, theo dữ liệu từ CME FedWatch. Trong một cuộc trao đổi với Reuters, ngày thứ ba thì ông James Bullard, chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis nói rằng Fed nên tiếp tục tăng lãi suất vì các số liệu kinh tế gần đây cho thấy sự dai dẳng của lạm phát. Trong khi đó thì ông Lafayette Boutique, người đứng đầu Fed chi nhánh Atlanta nói rằng nhiều khả năng Fed chỉ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa rồi dừng. Ngoài ra thì theo chiến lược gia Daniel Gary của TD Security, thị trường còn đặt cược câu hỏi về việc bao giờ Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất. Thị trường đã bắt đầu tính đến khả năng Fed giảm lãi suất ngay từ mùa hè năm nay, theo ông Gary nói. Việc các ngân hàng tăng lãi suất để chống lạm phát đã gây áp lực giảm giá lên vàng, vì vàng là tài sản không mang lãi suất. Dù lạm phát ở nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới còn cao, lãi suất tăng khiến vàng khó phát huy vai trò truyền thống là kênh đầu tư chống lại lạm phát hàng đầu. Nhiều nhà phân tích nói rằng nếu Fed giảm lãi suất trong năm nay thì giá vàng sẽ được dỡ bỏ một trở ngại lớn và có thể dễ dàng thiết lập kỷ lục mới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặc dù thị trường vàng thế giới phục hồi rất tốt trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, tuy nhiên, với thị trường vàng trong nước cụ thể ở đây là với mặt hàng vàng miếng SJC lại điều chỉnh giảm khá mạnh, còn với mặt hàng vàng nhẫn một số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,97 triệu đồng trên lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,95 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 55,85 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,85 triệu đồng trên một lượng, tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.626 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng thêm 11 đồng trên 1 đô la Mỹ so với hôm qua. Với giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại thì điều chỉnh giảm 20 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Hiện tại nó được mua vào phổ biến trong khoảng 23.310 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.680 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do phiên này điều chỉnh giảm nhẹ, mua vào mức 23.440 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.520 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 30 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, chỉ bán ra không có thay đổi. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết.
được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay. Sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.635.000, bán ra 6.695.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.635.000, bán ra 6.697.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.705.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.645.000, bán ra 6.700.000, tăng 5.000 ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Doji Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.700.000. Phú Quý SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.642.000, bán ra 6.698.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. My Hồng SJC mua vào 6.635.000, bán ra 6.685.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.640.000, bán ra 6.680.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.610.000, bán ra 6.720.000. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 6.645.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.635.000, bán ra 6.697.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác, hiện tại cũng được điều chỉnh giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.635.000, bán ra 6.697.000. SJC Huế mua vào 6.632.000, bán ra 6.683.000. SJC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.697.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.635.000, bán ra 6.695.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.637.000, bán ra 6.700.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.635.000, bán ra 6.697.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.633.000, bán ra 6.697.000. Cuối cùng là giá nhận bút số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại tăng nhẹ trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bút số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.585.000, bán ra 5.685.000. Nhận bút số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.585.000, bán ra 5.695.000. Vàng bút số 9 mua vào 5.565.000, bán ra 5.645.000, cùng tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.459.1.000, bán ra 5.589.1.000. Vàng 18K mua vào 4.049.2.000, bán ra 4.249.2.000. Vàng 14K mua vào 3.106.4.000, bán ra 3.306.4.000. Vàng 10K mua vào 2.169.2.000, bán ra 2.369.2.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.